Anh Vũ xin chào toàn thể cô chú anh chị trên màn ảnh. Chiều hôm nay có một số đồ nói chung là lặt vặt dễ xài về phục vụ cho bà con ha. Nhông sinh dĩa, mugi bóng đèn đó, thấy không, dĩa mugi bóng đèn nè. Dĩa thì hả giờ bán dĩa cho bà con đó thì xài rất là tốt. Thì hôm nay quay lại cho một số anh em người ta mới đăng ký kênh, người ta đâu có biết mình bán cái loại này đâu, ngon bộ rẻ người ta đâu có biết đâu, thì mình quay lên cho người ta biết, người biết chút là người ta mua đó. Cho cái gấp ngọt này. Đây là nhâm sinh dĩa dĩa chui, nhâm sinh dĩa dĩa chui nha bà con nha, nó chui đen thui luôn, nó chạy rất là êm. Thì em mới gắn vô xe đây, còn xe nhà em chạy 18 cây nè, 18.000 cây rồi đó, chưa thay. Có người ta chạy tới 24.000 cây nhưng mà cái tuổi thọ nó cao, mà với lại cái giá thành nó chỉ là 280.000 thôi. Mới gắn vô xe kia chạy êm ru luôn. Đây ta đem xe lại gắn nè. Cái này em bán lâu rồi, nên dễ 9 ly nha, đặc biệt là 9 ly không à, nó không có thể loại là 7 ly nha. Ở đây chỉ bán duy nhất một loại là 9 ly. Em xin dễ chui đây. Nói người ta chui cái thép này cho nó già đi. Cái thép này ta chui cho nó già, đang khi mà nó chạy nó bớt cái đầu xè sao đó, không biết thiết kế sao đó. À, hãng ra thiết kế hay lắm. Không kêu, không xè, lâu tăng sên, lần đầu thì mau tăng nha, lần thứ hai lâu tăng sên. Nó khi mà cái đậu dùng ở dây sên quay nó không vũ, với giờ lại là xài mòn nó vẫn không kêu nha. Khi mà xài mòn nó vẫn không kêu, làm như cái thép này nó già đó. Cái đó em cũng không gành. Tất cả cái dĩ lớn thì đóng margin Thái Lan. Nè, cái dĩ lớn cũng đóng margin Thái Lan ha. Cái dĩ nhỏ, cái dĩ nhỏ anh cũng đóng margin Thái Lan luôn. Đó. Thấy không? Giờ còn dây sên là dây sên hép 9 ly. Đây. Đây xin lấy hép 428 9 ly đây. Xài không kêu, giờ chở hàng được mà chở người được luôn nha bà con ha. Ngon có cái là thứ nhất là không kêu, nhầm chiếc xe thí dụ là khu chờ nè, khu chờ led nè, Alpha 110 nè, chúng ta mới mua trong hãng ra mà nó kêu xè bất cứ lắm, tại vì cái dây sên nó có 7 ly thôi đó. Thì bán nhiều năm nay thì cái sự khách hàng phản ảnh của khách hàng, người ta thích cái loại này hơn, tức là nó sẽ không giống như DD và mặt trời khi mà cũ nó bị xè, còn thằng này nó không xè. Nhưng quan trọng là giá cả phải chăng, bền tốt, giá cả phải chăng, cái đó là tao phái à. 280.000 một bộ đồng giá. Thì đầu tiên em sẽ ở đây là nhâm sinh dĩa 100 dành cho thằng quay dàn rim, quay pha lốc trắng lốc đen ha, quay dít ít, quay pha cộng rim, rim lùm, rim cao, tem lửa super gì đó. Nó là 14-36 100 mắt, 14-36 100 mắt. Nó là dây sên là 428 là 9 ly đó. Cái hộp nó vậy là chọn bộ đủ ở trong á. Này dĩa chui nè, quảng cáo có cái tem của Mít Camacon. Đây là nhâm sinh dĩa hình gầu con ngựa, hãng Mít Camacon, có tem chống hàng giả luôn, margin Thái Lan. Nó chui đang cạnh như đã lắm, khi mà cũng xài còn khoái, giá cả phải chăng mà bền, tuổi thọ cao, không kêu không xè mới hay chứ. Rồi tiếp theo là bộ quay 110 thì nó cũng là 14-36 nhưng là 102 mắt thôi, thằng nãy 100 mắt này 102, đặng nó gắn vô quay 110 Thái và phu chờ 1 á, hai dòng xe đó đó, 102 mắt. Giờ là chúng ta gắn gin không cần phải cắt chế gì đâu, gắn gin không cần cắt chế nha. Rồi ở đây là bộ GS, tức là GS 125 thì sẽ sử dụng cho GS 100, GS 110, GS X rồi đó, Blast rồi đó. Còn nhâm dĩa 108 mắt đó, Blast rồi, Wanfa, WE rồi đó. Nó thì nó sử dụng là 14-35 106 mắt ha, mới đúng cái tua máy. Còn ở đây là 14-36, nó cũng là 106 mắt, đây cũng là GS qua 105 nữa nè, 14-36 106 mắt. Thì nó sẽ sử dụng là phu chờ neo, phu chờ 2, nó phu chờ ít, mấy cái dòng đó cho nó đúng cái tua máy á. Còn ở đây là 14-35 đó, qua 108 mắt là cái dòng quay y, quay led nè, quay đầu dò nè, phu chờ mập, phu chờ led rồi đó. Là cái dòng này là 108 mắt đây, 14-35. Gặp cái dĩa chui là thấy thèm ha. Dĩa nó chui tới nấy luôn. Rồi mấy cái này là cái hộp màu xanh là đều là dĩa chui hết. Rồi ở đây thì có Seagood của cái thằng Seagood bình xăng con. Seagood bình xăng con nó sẽ xài chung với thằng Jupiter đời đầu đó. Còn Seagood FE này nó xài chung với thằng Jupiter đời cao, chứ nó xài chung với thằng Taurus. Này Seagood FE nè,
Rồi Sigurd bình xăng con này là 14 15 35 104 mắt nha. Sên là vẫn là sên 428. Đó, còn qua đây là Sigurd FI thì mấy cái máy hộp đỏ hộp màu này á. Mấy hộp đỏ hộp tím này là nó là sân tĩnh điện, khui một cái hộp ra, khui cái đó ra coi sân tĩnh điện cái gì. Nó không còn dĩ chui nữa. Nè sân tĩnh điện là nó sân tĩnh điện nguyên con gì đây. Nó cũng là dây sên của Mitcomacon đó, mà danh Thái Lan đó, đó. Nhưng mà nó sân tĩnh điện chứ không phải dĩ chui. Có thằng Sigurd GC nó còn dĩ chui nè, nó vậy đó. Thằng này sân tĩnh điện nguyên con. Nó vậy thôi. Rồi mấy cái bộ khác thì cũng là 280 ngàn. Chỉ có thằng Adcenter 150 và Winner là 300 ngàn thôi. Rồi trở lại là Sigurd FI nó xài là 14-40-106 mắt. Xài chung với thằng Taurus, với thằng Jupiter đề cao FI á, Jupiter mới á, Jupiter đề cao FI á. Rồi. Rồi ở đây là Adcenter 135. Adcenter 135 thì nó có hai đời. Đời Ad cũ và đời Ad mới 135 nha. Nè Ad mới là sẽ đóng chữ new. Nè Adcenter 135 cũ nè là từ 2/5/6 là Ad lắp bạc lắm. 2/5/6/7 là 8/9/10 là Ad nhỏ đó, xài 15-39-112 mắt. Sên là sên 428. Rồi qua bên đây. Qua đây là Adcenter từ 2011/12/13/14/15 đó, nó xài là 14-38/112 mắt nè. Đó nó vẫn là 280 ngàn. Rồi qua đây là Winner. Đó, Winner thì nó xài là 15-44-120 mắt, nó là sên 10 ly rồi. Nó là 300 ngàn, sên 10 ly nha. Sên to nha. Anh em hỏi mua sên 10 ly gắn vô xe hoài chạy đâu có được, xe lớn chạy mới được. Tại cái này là người ta gắn để chở hàng á. Quay rim mà lấy 10 ly là người ta chở hàng á. Mà đâu có bán lẻ đâu, bán nguyên hộp mà. Đây là Winner, đó, Winner thì 300 ngàn. Còn đây là Adcenter 150. Đó, Adcenter 150 là 14-42. Đó. À 122 mắt. Rồi chỉ thằng Winner và thằng Adcenter đó là 300 ngàn thôi, còn mấy anh kia là 208 hết. Rồi để xé cái bộ sân tĩnh điện nha. Xé luôn cho người ta coi chứ. Ta không coi sao ta mua. Nè, Made in Thái Lan nè, Made in Thái Lan. Đó, sơn tĩnh điện là sơn nguyên con như nè. Nghe không? Rồi cái này. Cái này là 300 ngàn. Rồi dây sơn dĩa ngắn quá thì em muốn kèm thêm một số nha. Bố thắng HKB. Xem cặp má đùm nó xài bố thắng HKB nãy đó. Cặp má đùm cho bà con coi bố thắng HKB thì bên em bán 80 ngàn một cặp. Nó là HKB đây. Nó bên trong là bán Made in Thái Lan. Nè, trong có đóng mà dành Thái Lan luôn. Bố tức là bố nhám, nhưng mà cái loại này nó lại là ăn bố, nó không có ăn lòng tâm bua. Nè, cái này em xài ấy giờ cũng lâu, lấy cái bánh xe vậy không? Lấy cái bánh xe đó lại. Tức là nó sẽ hư bố, nó mòn bố. Nó không có ăn cái lòng tâm bua. Đó, cái này là xài được 18.000 cây rồi đó. Khi chúng ta tháo ra, mới tháo ra sáng nè. Mới tháo ra sáng này thì cái lòng tâm bua nó đẹp lắm. Lòng tâm bua là lòng này nè, nó đẹp lắm, nó không có bị sọc lòng, nó không có bị hư lòng. Chạy 18.000 cây đó. Khi tháo ra thì cái bố nó mòn thôi. Chứ cái lòng tâm bua không hư mà nó đóng bụi vậy nè. Bố nó ra bụi đó, nó mòn cái bố á, nó ra bụi nó đóng vô đó đó. Thổi lấy máy xịt cái thổi cái phèo cái nó văng ra hết trơn. Tức là cái bố này nó thiết kế thông minh, tức là mòn bố thì mòn thì chúng ta thay bố. Chứ nó không có hư lòng tâm bua, hư lòng tâm bua quan trọng hơn. Rồi cái này là 80 ngàn. Thì khi mà em tháo ra em mới biết phát hiện được cái đó đó. Người ta cũng nói thợ nó nữa. Thợ nó là cái bò bố này nó hay. Tức là nó rồi dẹp đi. Cái này nó không có hư lòng tâm bua. Nó không ăn lòng tâm bua mà lại ăn bố. Nó sẽ có cái tem chống hàng giả của thằng Thái Lan đây luôn ha. Đó. Bố HKB xài êm. Mà cái vỏ bữa nay nó đổi vỏ mới, logo mới nè Honda. 80 ngàn một cặp. Ha, một bánh xe là 80, hai bánh là 160. Xài im, ok. Mà đặc biệt ưu điểm của nó là nước vô không kêu và nước vô không kêu, rửa xe không kêu luôn, im lắm. Mà nó ăn cái đồ ăn lì nè. Nó ăn chúng ta đạp xuống nó ăn lì. Mạnh thì ăn mạnh, nhẹ ăn nhẹ, ăn lì. Có không như những cái bố khác mà đạp ăn cái kịch. Ăn cái kịch cũng cấm đậu. Chạy xe gì tức lắm.
Rồi bố thắng cho qua, má đùm này đem chậm gói chung với người ta luôn. Ở đây thì sẽ có bugi gì bóng đèn. Bóng đèn này, bóng đèn ít tăng lay xịn nha. Ít tăng lay da băng nha ha. Bóng đèn là 12-18W. 12-18W thì bà con sẽ vô cho full 1 nè. Rồi quay pha lốc trắng lốc đen nè. Quay dít ít nè, quay pha cộng nè, ghim nè. Đó, đó là những hệ mà xài một bóng 18W đó. Thì bóng ở đây nó sẽ đóng ít tăng lay 12-18W đây. Ít tăng lay. Đó, hai tim. Thì đặc biệt là sáng ánh sáng màu vàng và gom vậy thôi. Ánh sáng vàng và gom 120.000 một bóng. Đây cũng 10. À đây là bóng sao là 12 18 mà 5W. 5W thì nó bóng cái gì? Nó không có cái hộp như kia. 5W là bóng đuôi đằng lái á. Đó, xài sáng. Mấy này thì em gắn mấy xe đó chạy 18.000 cây đó, cái xe màu tím đang gỡ cái bánh xe ra kìa, nãy giới thiệu đó. Gỡ bánh xe ra nó còn nằm đó kìa. Đó, gỡ bánh ra. Thì cái này 18.000 cây mà lòng combo nó không hư đó tại nó chỉ hư bố thôi, ác thiệt chứ. 18.000 cây thì chạy vỏ chưa thay luôn, tháo cái bánh nó ra bán lại ông kia. Rồi tiếp theo là sẽ có bugi. Mệt chứ ta. Bugi ở đây em cũng giới thiệu hoài, ở đây có bugi Thái Lan nè. Mà dành Thái Lan, bugi chân ngắn và bugi chân dài. Bugi này Thái Lan nhập Nhật luôn nha. Thái Lan nhập Nhật, bugi có NGK. NGK thì ở đây em có chân ngắn này là C5. Còn chân dài là G6, em chỉ có hai loại này thôi. Chân ngắn C5, chân dài G6. Chân ngắn này vô quay game các kiểu. Còn chân dài thì bà con vô phu trà rồi đó, những cái dàn xe chân dài đó. Nhưng mà đây là hàng gin nha. Chân ngắn là 90.000, chân dài là 100.000, chứ không phải như những cái đầu mà nó 40-50.000 thì bên em không có bán nha ha. Đó, chân dài vô Atmo, vô Wenfa 110. Đó. Vô full 2, full neo, full X rồi chân dài nó 125 là chân dài đó. Đó, cái đầu ở trên nó 7 màu ha. Màu mới ra rất là đẹp. Nó hồng mới ra. Còn khi chúng ta xài nó bị lên nhớt á. Đúng là máy không là độ lâu quá không chạy nó bị lên nhớt rồi bò, thì chúng ta chùi cái này nè. Chùi để vô xài nữa, chùi để vô xài nữa, chờ được 2-3 lần vậy đó, nó hay lắm. Rồi phần này chắc cho qua. G6. Rồi anh em nếu không biết cái xe đó là vô cái gì thì điện em tư vấn cho, cái movie loại nào em tư vấn cho. Chín chục ngàn, chân ngắn 90.000, chân dài 100.000, rồi bỏ vô đây coi chừng lộn. Chị hôm nay sẽ lên bình xăng con nè. Nồi luôn nè ha. Có cái gì ấy chưa quay là đưa lên đi. Rồi xin chào bà con cái clip này nha.